Ok, hôm nay xin giới thiệu với anh em một con xe siêu cọp và giải thích cho anh em xe cọp là như thế nào luôn nha. Nói chung là con hàng này là siêu màu mè nha anh em. Đó. Siêu màu mè luôn, giờ 15V2, đăng ký 2013. Đó. Ok. Đèn này tùm lum hết. Đó. Trong này là đèn gầm màu xanh, đúng trùng với cả màu xe luôn nha. Đó. Đó. Ok. Vì sao mình gọi là xe cọp nha anh em? Mình sẽ giải thích cho anh em vì sao gọi là xe cọp. Xe cọp là như thế này nè. Con này đăng ký 2013. Đó. Anh em nhìn trong xuyên dĩa này. Đó. 7 năm rồi mà nó còn như thế này đó. Đó. Đây, qua bên này, qua bên này. Bên này cho nó sáng. Đó, cọp là như thế này nè. Anh em thấy không? 7 năm mà ốc như xe mới luôn nha anh em. Đó, ok. Tắt cái đèn màu mè nó đi, nhìn chói mắt quá. Đó, ok, dàn áo đẹp luôn nha. Ốc này. Đó, anh em nhìn ốc đi. Nó cũng rất nhiều mục, nhiều cái để nói về một con xe cọp. Đây nữa nè. Anh biết lốp này có gì đặc biệt không? Lốp này là lốp zin. Gai nè. Đó. Anh em đoán con này đi được khoảng bao nhiêu ngàn rồi? Đó. Xe cọp là như vậy đó anh em. Nó đăng ký rất muộn, 7 năm rồi, 2013 mà đến bây giờ anh em nhìn ốc của nó như một con xe mới. Không khác gì một con xe mới luôn. Hôm nay trời tối, nếu mà là trời sáng thì chắc chắn anh em nhìn sẽ mê ngay. Trời tối lên là nó không có tôn được hết vẻ đẹp của con xe lên. Ok, còn một cái điều này nữa nè. Anh em nhìn em đi mấy nghìn rồi? 7.300 cây. Đó. Vỏ trước vỏ sau còn theo xe. Nói chung là thôi, con xe này thì không phải nói về độ keng nữa rồi. Mình phải gọi nó là một con cọp đó anh em. Rồi ok, để cho anh Phó luôn nha. Quá đẹp luôn. Rồi, nổ máy cho anh em nghe nha. Sẽ đi chi tiết lại vòng con xe này. Okay. Lên mắt cú rồi nha anh em. Nói chung là siêu màu mè. Ok, mình đọc lại chi tiết xe nha. Giờ 15V2, đăng ký 2013. Ô đô 7.000 cây. Xe biển số Sài Gòn luôn nha. Nói chung là như xe mới. Hiện tại bên mình đang bán với giá là 48.500.000, bao rút hồ sơ cho anh em luôn. Đó. Bảo hành máy móc 6 tháng cho anh em, vì con xe này còn xe nào cũng bảo hành 6 tháng hết, xe đời sâu sâu thì bảo hành 3 tháng, xe đời mới bảo hành 6 tháng. 48.500.000 nha anh em. Giờ 15V2. Rồi, ok, số điện thoại của mình là 0974847553. Địa chỉ cửa hàng là 320 Lê Hồng Phong, Tân Nông Nghiệp, Di An, Bình Dương. Anh em mình thấy hay thì để cho mình một like nha. Và để lại cho mình đăng ký kênh. Muốn mình làm xe gì thì cứ comment bên dưới, mình sẽ làm cho anh em xem. Nhà rất nhiều xe luôn. Ok, tạm biệt tất cả anh em nha.